phê chuẩn khởi tố đối tượng chuyên đập kính ô tô để trộm cắp. Đối tượng đã đập kính ô tô để trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng chuyên đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Trước đó, công an thị xã Kỳ Anh đã nhận được 3 đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính xe ô tô lấy trộm tài sản. Vào cuộc điều tra, đã xác định được Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. Tuy nhiên, qua rà soát, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Sau một thời gian truy bắt, ngày 24 tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng này khi y đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, đối tượng khai nhận thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Được biết, Nguyễn Văn Thành đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án về tội cướp tài sản, một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, y lại ngựa quen đường cũ, bản tính siêng ăn nhắc làm y tiếp tục đi trộm cắp tài sản.